Xin chào mọi người. Con là Thảo My đây. Con là Thảo My đây. Hôm nay trời rét quá. Trời rét quá anh ơi. Con là con gấu bông đây. Thảo My. Con Thảo My được 3 à được 8 tháng 1 ngày. À con chính thức khỏi ốm. Con vừa cười nhiều quá nên con đang bị nấc mọi người ạ. Tí nữa mẹ con cho con đi là con sẽ hết nấc ngay. Con nó con có bông ơi. Đuôi của con đâu My? À đuôi. Thả mi hình là các con